Đôi cá biết khóc, trong ao đình có hai đứa trẻ chết đuối. Đôi cá thần biết khóc ở ao đình thôn Chí Thủy. Hàng nghìn người rỉ tay nhau kéo về để chiêm ngưỡng đôi cá thần ở thôn Chí Thủy, xã Thủy Xuân Tiên, Chương Mỹ, Hà Nội. Cá dài 1,15m, nặng 12,5kg một con. Nhìn thì có vảy nhưng sờ lại không thấy đâu. Trên mỗi khoang vạch lại có hình giống như chữ nho, số La Mã. Quay nàng cứ túm năm tụm ba, bàn tán về loài cá chưa từng thấy này. Sự thật đây là loài cá gì? Cả làng kháo nhau xem cá lạ. Ông Nguyễn Văn Phao, 58 tuổi, là người mang đôi cá về cho chủ trì chùa Chí Thủy làm lễ phóng sinh. Cũng chính ông là người túc trực canh giữ chăm sóc đôi cá trong liền 4 ngày. Ông cho rằng chính mình là người có duyên mới gặp được đôi cá này, và người dân thôn Chí Thủy có phúc mới được hai cụ cá. Kể về cái duyên bắt gặp đôi cá lạ, ông cho biết thôn Tiến Ân bên cạnh có người tát ao thu được đôi cá nặng 25kg, mỗi con dài 1,15m. Hai vợ chồng chủ ao mang cá ra chợ bán hàng tuần mà không ai hỏi tới. Ai nhìn vào đôi cá đều sợ không dám mua. Chán nản họ mang về với ý định thịt ăn dần. Thế nhưng chính lúc định kết liễu đời đôi cá thì cả gia đình chủ ao run rẩy khi nghe chúng phát ra tiếng kêu lạ. Người trong làng thấy lạ liền kéo đến xem. Em gái tôi ở gần đó thấy lạ nên bảo tôi sang mua với giá 2 triệu. Tôi sống gần hết đời mà chưa lần nào, mà lần đầu tiên mới được nhìn thấy loài cá lạ như vậy. Chẳng những bề ngoài khác thường mà chúng còn kêu giống tiếng trẻ con khóc vậy. Ông Phao tỏ ra ngạc nhiên. Khoe tấm ảnh chụp đôi cá, ông Phao nói tiếp. Hàng tháng đến ngày rằm chùa Chí Thủy này làm lễ phóng sinh nên tôi đã ra cúng tiễn đôi cá này. Ai đến xem đều bảo tôi may mắn. Đây đúng là đôi cá lạ, để chứng minh cho lời nói của mình. Ông Phao nhớ lại, ngày đầu tiên mang cá thả vào bể của chùa, ông đã ngồi canh cả đêm, nghĩ rằng đôi cá đang đói. Ông buột miệng hỏi, nếu là cá thần thì hai cụ hãy quẫy đuôi thật mạnh. Ông Phao vừa nói dứt lời, đôi cá liền quẫy đuôi làm nước bắn tung tóe cạn cả bể. Hú hồn hú vía, ông vội lại rồi chạy đi xách nước đổ vào bể ngay. Sáng hôm sau ra chợ mua ngay 20.000 tép cho hai cụ cá ăn. Đem chuyện ông gọi là thiêng đó kể lại cho xóm giềng. Vậy là cứ thế mọi người rỉ tay nhau lũ lượt kéo đến mong được tận mắt chiêm ngưỡng đôi cá. Một lượt khách ghé qua, ông Phao lại thỏa sức giới thiệu. Cá dài 1,15m, nặng 25kg một đôi. Nhìn thì có vảy nhưng sờ lại không thấy đâu. Trên mỗi khoang vạch lại có hình giống như chữ nho, số La Mã. Đuôi có 3 vạch màu, mắt cá rất sắc, đầu như đầu rồng. Nếu ai biết chữ nho là có thể dịch được chữ trên mình cá. Biết đâu đó lại ẩn chứa bí mật gì, ông Phao nói. Cũng theo lời ông Phao, mặc dù chỉ mang cá về chùa có 4 ngày để đợi đến ngày làm lễ phóng sinh đem thả, nhưng suốt 4 ngày lúc nào cũng nườm nượp người đến xem. Thời điểm đông nhất có đến hàng nghìn người quây kín chùa, từ trẻ nhỏ, thanh niên đến người già đều tò mò chen vào xem bằng được. Họ đều cố quay lại để mang về cho người nhà cùng xem, rồi họ còn truyền tải lên mạng internet. Thế nên ngay cả người từ các tỉnh xa như Thanh Hóa, Nghệ An, Hòa Bình cũng thuê ô tô xuống để xem, xin cá thần ban ơn. Còn có người trả giá đôi cá gần chục triệu mà không mua được. Thấy quá nhiều người đến xem, chủ trì chùa đã phải làm lễ phóng sinh trước một ngày. Ngay cả khi cá đã được đem ra sông Hồng thả, người dân vẫn tụ tập ở quanh ao đình và chùa. Đâu đâu cũng túm năm tụm ba người để bàn tán chuyện đôi cá lạ. Tôi ở xã bên cạnh chùa đây cũng 20km. Mặc dù trời mưa, nhưng ngay khi nghe tin về đôi cá lạ, tôi bảo con gái chở đến tận nơi, dặn con nhớ mang máy điện thoại để quay lại hình ảnh của cá thần. Đúng là tôi không có duyên gặp ngài rồi, bà Cao Thị Tuyết, 68 tuổi. Tỏ vẻ tiếc ngẩn, mặc áo mưa ra về. Phóng viên đã tìm ông Vũ Văn Nương, 55 tuổi, chủ thầu ao đình làng Tiến Ân bên cạnh làng Chí Thủy, người đã bắt được đôi cá nói trên. Ông Lương cho biết, đã 3 năm thầu ao, nhưng hiệu quả kinh tế đem lại chẳng được là bao nhiêu. Nửa đầu tiên, ông thả hàng tấn cá, đầu tư thức ăn tốn kém vất vả mấy tháng trời. Nhưng ngày tát ao thì kéo lên, chỉ lưới trắng. Năm đầu tát ao chẳng thấy cá đâu, mà quanh ao toàn vết nứt lẻ, nghĩ rằng cá theo vết nứt đi hết, tát mãi chỉ có 2 con cá, nhơ nhỡ lên bỏ lại. Nuôi lớn thêm, tôi không ngờ 2 con cá ngày ấy lại lớn thế này, ông Nương than thở. Đầu tháng 2 âm lịch vừa qua, ông Nương bắt đầu tát ao thu cá. Kết quả lần này cũng chỉ là lưới trắng, có điều, một lần nữa gia đình lại gặp đôi cá nhơ nhỡ ngày nào, tuy nhiên chúng giờ đã to lớn, mang hình thù lạ, và đột nhiên trở thành cá thần trong mắt nhiều người.
trong mắt nhiều người dân trong làng. Cũng vì thế cá lạ nên nhiều cụ cao niên trong làng nhớ chính cái ao đình này. Trước kia có hai đứa trẻ trên đường đi đón bố mà sẩy chân ngã chết đuối. Móc xích chuyện này, người mê tín cho rằng có lẽ chúng chưa tìm được ai hợp để siêu thoát nên hóa thành đôi cá. Chúng thiêng thật, lúc gia đình ông Nương định giết thịt, chúng đã biết điều kêu lên mới thoát chết đó. Ông Nương kể lại, không dám giết thịt, có người mua ông mừng ra mặt. Vậy mà bây giờ ông lại bị người la mắng rằng nhà chùa mà cũng lấy tiền. Tôi chăn ao cá mà chẳng thu được, đem hai con cá khổng lồ này ra chợ, ai cũng sợ không dám mua về, nghĩ không ăn được. Giờ tôi bán được thì họ nói rằng tôi lấy tiền của nhà chùa là sai. Nếu không làm lễ công đức cho chùa thì kiểu gì gia đình cũng gặp hạn. Hiện tại gia đình tôi có người ốm lặng đi viện, tôi thấy rất hoang mang. Ông Nương lo sợ. Nhớ về thời điểm ngày đấu thầu ao cá, ông Nương cho biết do là ao đình nên nhiều người thường mang cá đến để thả phóng sinh. Năm đầu tiên có người trong làng mang đôi cá cảnh về chơi, nhưng sau làm ăn cứ lụn bại nên mang ra ao đình thả. Ngay năm sau tát ao đã không thu được gì, có lẽ đôi cá này chính là đôi cá năm đó. Ông Nương chia sẻ, quan sát và thấy loài cá này giống cá hỏa tiễn. Ông Nương cho rằng chính giống cá ăn tạp và nguy hiểm này đã ăn hết số cá nuôi trong ao của mình. Ngay cả hoa súng ông thả xuống ao đình cho đẹp cũng bị chúng cắn hết rễ, không sống nổi. Hiện tại dù đôi cá đã được thả ra sông nhưng nhiều người dân làng Tín Ân lại cảm thấy ấm ức vì cho rằng cá thần được nuôi ở ao thôn mình mà giờ để thôn khác canh giữ và thả đi. Câu chuyện mê tín, hai đứa bé hóa thành cá thần cũng được một số người thêm mắm thêm muối, truyền tay nhau thành hết sức ly kỳ. Trước khi cá được thả đi, một số cao niên trong thôn Tín Ân đã có ý định góp tiền chuộc lại đôi cá này để mang trả về ao đình. Chúng tôi cũng chỉ lo sợ đó là cá thần thực sự và thần cho lộc mà không biết thưởng. Đến lúc cả làng bị trách phạt thì nguy, thế mà làng lọ vẫn mang đi thả. Một cao niên thuật lại, ông Vũ Văn Minh, trưởng thôn Chí Thủy cho biết, thực tế đây không phải là cá thần gì hết, mà chỉ là loài cá xấu hỏa tiễn cho người dân không biết đến loài cá này nên thấy lạ, rồi cứ thế kháo nhau đến xem rất đông. Xin khẳng định không có chuyện cá thần linh thiêng nào cả. Cảm ơn các bạn đã xem video trên kênh của chúng tôi. Hẹn gặp lại trên những video tiếp theo và hãy nhớ bấm nút đăng ký tại đây để không bỏ lỡ những video hay nhất trên kênh của chúng tôi.